Năm 2001, vì cuộc sống khó khăn, nên khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Phạm Văn Hiến không học tiếp mà rời quê nhà ở Thái Nguyên vào vùng đất xã Long Phước, thành phố Bà Rịa tìm cơ hội cho cuộc sống mới. Tha phương, anh Hiến làm đủ công việc, rồi thời gian sau anh học được nghề sửa xe máy để mưu sinh. Năm 2012, anh gặp chị Đoàn Thị Mẫn, rồi cả hai cùng về chung một mái nhà hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng anh chị có hai con nhỏ, cháu đầu là Phạm Tiến Thành, học lớp 3B, trường tiểu học Trần Văn Thượng, còn con gái út Phạm Khánh My, học lớp lá, trường mầm non Long Phước 2, đang chuẩn bị vào lớp 1. Chị Mẫn trước đây làm công nhân thời vụ cho một công ty thủy sản, còn chồng mỗi ngày gắn bó với công việc sửa xe ở ngã tư gần chợ Long Phước. Cuộc sống cũng tạm đủ lo cho hai con ăn học. Nhưng chẳng may, vào ngày cuối cùng của năm 2023, trong lúc làm vườn, chị Mẫn bị té ngã dẫn đến vỡ tủy, gãy đốt sống lưng. Dạ, hôm nay chương trình đến thăm gia đình mình đó, thì cho em hỏi là hiện tại bây giờ thì sức khỏe của chị nó đỡ chưa ạ? Dạ, thì từ ngày vợ bị tai nạn đến giờ thì tình hình sức khỏe thì nó cũng vẫn như thế, nó cũng có tiến triển gì nhiều. Và khi té xuống là từ phần ngực trở xuống là nó mất cảm giác ngay từ lúc rớt xuống luôn, bị ngã xuống luôn. Đó. Bây giờ đi điều trị ở viện thì sau 4 tháng về tình hình thì nó cũng nhìn sức khỏe thì nó vẫn như thế thôi. Thì lên trên bệnh viện thì đi nẹp xương lại, xong rồi đi sang bên vật lý trị liệu thì tập, thì họ chỉ dạy kỹ năng để mình lên xuống xe rồi cách vệ sinh, nhưng mà đến sau bây giờ thì vợ thì vệ sinh thì cũng chưa tự giác được, vẫn phải chồng hỗ trợ. Ở trên bệnh viện là họ chẩn đoán là coi như là cái phần cơ thể dưới mình là bị không có thể phục hồi hay như nào, thì họ có nói gì, có hướng gì không? Họ thì cũng cứ lắc đầu thôi, vì sau người ta nói là sau nếu mà bị mà nẹp xương là bấy lại thì sau khoảng 2 tháng là chân tay phải có cảm giác, nếu mà không có cảm giác thì cơ hội thấp lắm. Mà đến bây giờ họ bảo bây giờ thì hôm vừa rồi em lên lấy thuốc thì họ có nói, hỏi bác sĩ điều trị của vợ thì họ bảo là tình hình của vợ bây giờ chắc là khó khăn, bây giờ chắc là cũng ở như vậy suốt đời. Dạ. Em cũng rất buồn, nhưng mà biết sao được, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, xui rồi xảy ra rồi. Dạ vâng. Và cái chuyện không có may xảy ra thì mình cũng không mong muốn, không ai muốn cái điều đó hết á. Nhưng mà cái lúc mà chị té xuống rồi, mình có nghĩ lúc nào mình nghĩ là nó bị đến cái mức mà không có thể phục hồi như vậy được không? Từ lớn đến bé đến giờ là ở ngoài quê ngoại vào đây là chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Đấy, té xuống thì chỉ nghĩ là đi bệnh viện nẹp xương, xương ổn định thì cứ nghĩ là nó lại bình thường, nhưng không nghĩ là nó ảnh hưởng nặng nề như vậy. Câu chuyện đó mình rất là buồn, nhưng mà em nghĩ là chị, là bản thân chị cũng phải trải qua một cái tâm lý nó nặng nề lắm. Chị, anh có cảm nhận được cái tâm lý của chị như thế nào không ạ? Em thì cũng cảm nhận được phần nào thôi, chứ vì bây giờ mình đang khỏe mạnh bình thường ấy, mà bây giờ xảy ra một cái nằm một chỗ thì biết là vợ cũng bị ảnh hưởng nhiều. Cũng có nói, nhưng mà em cũng xoa dịu đi, bảo thôi bây giờ sự cố xảy ra thì thôi, bây giờ mình chấp nhận, cố gắng nó vượt qua thôi. Vì con thì cái mà con. Chị còn khỏe thì lúc đó thì cái công việc của cái gia đình mình như thế nào anh? Thì công việc thì nói chung là từ đầu hai vợ chồng lập gia đình thì cũng gặp rất nhiều biến cố, rất khó khăn, và nên là cũng vợ chồng cũng cố gắng vượt qua hết. Và lần này bị trường hợp này thì đây nó khó khăn hơn, và vì khi lập gia đình về là 4 năm kiếm, 4 năm rưỡi đi kiếm con là có. Hiện tại là bây giờ là mình có 2 con. Dạ, con trai nè. Con trai lớn năm nay học lớp mấy rồi, mấy tuổi rồi con? Năm nay con 10 tuổi. Ờ, thế bây giờ con 10 tuổi rồi thì con có biết phụ ba chăm sóc mẹ hay là làm việc gì cho mẹ không? Cho nhà mình không? Con chăm sóc cho mẹ. Rồi chăm như thế nào nè?
con xoa bóp cho mẹ. À, rồi sao nữa? Thế còn em của con thì có biết gì không? Em của con còn bé hơn con thì có biết không? Biết. Hãy cố gắng khỏi bệnh nhân nhé. Ừ, rồi sao nữa? Con ngoan rồi, để mẹ mau khỏe đúng không? Con ngoan nhé, con học giỏi nhé. Hơn 4 tháng qua, chị Mẫn phải liên tục nằm ở bệnh viện và trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Hiện chị bị liệt nửa người nên phải ngồi nằm một chỗ. Sức khỏe kém, mọi ăn uống sinh hoạt cá nhân phải dựa vào chồng. Gia đình chị Mẫn thuộc diện khó khăn, đang còn ở trong căn nhà tạm xuống cấp. Từ ngày chị bị tai nạn, không còn lao động được. Gánh nặng càng đè lên đôi vai anh Hiến với số tiền thu nhập ít ỏi. Vợ chồng anh chị không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao khi mà chị còn phải trải qua một quá trình điều trị lâu dài, sức khỏe mới mong ổn định. Điều đó với gia đình là vượt ngoài khả năng. Rồi cái từ hôm mà chị bị bệnh rồi đi bệnh viện rồi cũng không có tự sinh hoạt được như vậy á, thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như thế nào, công việc của mình như thế nào anh? Anh làm công việc làm sao? Có phải xoay sở làm sao không? Khi gia đình những khó khăn, khi vợ bị ấy, thì là đa số là bạn bè anh em hỗ trợ. Vậy còn về cái công việc của anh thì sao? Công việc thì khi vợ đi điều trị ở bệnh viện thì đóng cửa toàn. Em từ hôm Tết Tây, đúng vợ được nghỉ Tết Tây. Là vợ bị đúng hôm 31. Dạ. Đó, nên là vợ bị sau là từ hôm đó là em đóng cửa luôn. Dạ, tức là bây giờ mình đã quay trở lại mình đi làm rồi. Dạ, em vẫn làm nhưng mà thời gian làm bây giờ thì ít hơn ạ. Vì là sáng phải lo cho vợ xong, con cái xong, học hành đi học xong em mới đi làm. Dạ. Xong rồi chưa nữa thì em lại phải về lo cho vợ. À, con học như thế nào nè? Kết quả học tập năm vừa rồi của mình sao nè? À tốt hả? Con có mong ước mơ ước gì cho sức khỏe của mẹ mình không? Mong ước con là mẹ phải khỏi bệnh thật nhanh, nuôi con nuôi em. Em thấy ở đây thì vườn cũng nhiều á, thì không biết là nhà mình đất đai nhà cửa mình nó có đỡ không, có cái nguồn thu nào ngoài cái công việc không ạ? Thì hai vợ chồng chủ yếu đi làm nên là vườn thì cũng chẳng chăm sóc gì được. Được thế, mình vào đây lâu chưa ạ? Từ 2001. Dạ. Coi như là vườn tược chỉ là để cây ăn trái một vài cây thôi. Dạ. Cái khó khăn lớn nhất hiện tại của gia đình mình là gì anh ha? Khó khăn lớn nhất thì bây giờ vẫn là kinh tế thôi. Thì tiền nong để chữa bệnh cho vợ. Dạ. Nó về lâu về dài. Dạ. Vợ bây giờ cố gắng đi, bây giờ theo đổ bác sĩ thì cứ uống thuốc đều rồi tập luyện đều đi. Thì phục hồi càng sớm càng tốt. Mà được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chứ bây giờ mình bảo là bác sĩ bảo cũng khó khăn nhưng mà bây giờ mình không làm, mình cũng phải cố gắng thôi, tập luyện. Thì trên bệnh viện ấy cũng có nhiều anh là gương là tập sau 4 năm bắt đầu họ bắt đầu cái chấp những là có cảm giác chân lại, có cảm giác chân lại. Nhưng họ vẫn quay lại bệnh viện đó họ tập sau 4 năm. Đây, mình chia sẻ những cái câu chuyện đó với vợ mình để cho chị lạc quan hơn. Mình dù còn 1%, 2% đi nữa thì mình cũng cố gắng để mình. Muốn vậy bây giờ nhất bây giờ cũng muốn là vợ chóng khỏi bệnh, con nó ngoan nó giỏi. Ngoài cái việc mà động viên cho vợ vững tinh thần hơn thì bản thân mình anh cũng phải vững tinh thần. Dạ, giữ gìn sức khỏe, cố gắng để lo cho các con nha. Dạ, cũng mong là mỗi người trong nhà mình đều cố gắng, rồi khoảng thời gian lâu hay mau thì tùy thuộc vào cái ý chí và cái sức khỏe của mình nữa, mà chị sẽ phục hồi sức khỏe từng chút một để cho cả nhà mình sẽ vượt qua được cái đoạn khó khăn này anh nhé. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với đại diện chính quyền địa phương và cá nhân hảo tâm đến tổ 3 ấp Đông, xã Long Phước để chia sẻ với
tình trạng sức khỏe cũng như là gia đình của chị Đoàn Thị Mẫn và cũng trao phần hỗ trợ để giúp chị có điều kiện chăm sóc sức khỏe và lo cho các con đến trường. Tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay về phía chính quyền địa phương, xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Trinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã Long Phước. Xin giới thiệu chú Phạm Quốc Thanh là trưởng ấp Đông, xã Long Phước. Các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm tham gia cùng với chương trình xin được giới thiệu đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu. Đại diện cho nhóm cội nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Xin giới thiệu cô Châu ở thành phố Vũng Tàu. Và đại diện nhóm Đồng Giác ở huyện Long Điền. Hôm nay thì các nhà hảo tâm, các hội nhóm thiện nguyện cũng đến đây cùng với chương trình Kính Yêu Thương để trao phần hỗ trợ để cho chị Mẫn sẽ có điều kiện để chăm sóc sức khỏe và hơn nữa là chúng ta cũng lo cho các con bước vào năm học mới. Bây giờ anh sẽ nhận tình cảm cũng như là sự hỗ trợ của mọi người. Em mời đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của nhóm cội nguồn. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của đại diện nhà hàng 88 Long Hải. Tiếp theo xin mời cô Châu ở thành phố Vũng Tàu ạ. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của nhóm Đồng Giác ở huyện Long Điền. Đây là phần hỗ trợ của các hội nhóm thiện nguyện, những tấm lòng hảo tâm thông qua chương trình Kết nối Yêu Thương thì gửi đến gia đình mình số tiền hơn 14 triệu đồng. Em xin gửi đến gia đình mình ạ. Rồi, cảm ơn mọi nhóm ạ. Đón nhận cái sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm gần xa, cũng mong rằng là chị sẽ có điều kiện chăm sóc sức khỏe và mau phục hồi để cùng với anh để chăm sóc cho các con, nuôi dạy các con. Cảm xúc của anh khi mà nhận cái sự quan tâm chia sẻ của mọi người như thế nào ạ? Em thay mặt gia đình cảm ơn chương trình Kết nối Yêu Thương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tất cả các hội nhóm trong tỉnh đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn này. Gia đình em cũng sẽ cố gắng là chữa trị cho vợ rồi cho các con ăn học. Cái sự quan tâm này của mọi người thì cũng như là động viên tinh thần để mình có thể vững vàng hơn nữa, để mình đồng hành cùng với vợ trong cái khoảng thời gian sắp tới để cho chị mau chóng hồi phục sức khỏe anh ha. Dạ. Mi có muốn là mẹ mình mau khỏe lại không nè? Dạ có. Con muốn như thế nào nè, con ước mơ như thế nào nè? Mẹ khỏe nhanh. Rồi sao nữa? Mẹ khỏe nhanh để chở con đi học, là Mi sẽ học rất là giỏi đúng không? Cố gắng nha, giống như anh nha. Dạ. Thế thì hôm nay mọi người đến để trao quà cho nhà mình á, để cho mẹ mau khỏe lại thì Mi nói như thế nào nè? Mi cảm ơn mọi người, các cô các bác, ông bà như thế nào nè? Cảm ơn các bác các con, con sẽ học ngoan học giỏi. Rồi để cho mẹ vui lòng rồi, ba mẹ vui lòng rồi, mẹ sẽ mau khỏe lại nhá Mi nhá. Dạ. Rồi cố gắng nha con ha. Tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay, đại diện chính quyền địa phương có chị Nguyễn Thị Trinh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã Long Phước. Chị cũng sẽ có những lời chia sẻ động viên gửi đến gia đình. Xin cảm ơn cái tấm lòng của các mạnh thường quân và cái thông qua cái chương trình Kết nối Yêu Thương đã chia sẻ cho cái gia đình của chị Mận có cái hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Thì thay mặt cho ủy ban thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Thì xin cảm ơn các mạnh thường quân thông qua cái chương trình Kết nối Yêu Thương đã đồng hành và đến các gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là cái gia đình của chị Mẫn hôm nay. Lời cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của Hội Phụ Nữ cũng như là ban ấp sẽ luôn chia sẻ động viên đến gia đình. Hỗ trợ cho gia đình anh Phạm Văn Hiến và chị Đoàn Thị Mẫn, ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và hội nhóm từ thiện. Nhóm Cội Nguồn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 2.500.000 đồng. Các em Tấn Trung và Tấn Dũng, thành phố Bà Rịa, 400.000 đồng. Anh Nguyễn Quốc Bảo, thành phố Hồ Chí Minh, 1.000.000 đồng. Hội từ thiện Vì Tấm Lòng, thành phố Vũng Tàu, 6.000.000 đồng. Anh Điệp Bảo, thành phố Vũng Tàu, 300.000 đồng. Chị Ngân Nguyễn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, 500.000 đồng. Cô Thu Huyền, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa,
500.000 đồng. Chị Thanh Hoa, thành phố Vũng Tàu, 500.000 đồng. Cô Lê Diệp, trường tiểu học Lê Thành Duy, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Chị Mỹ Hạnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 500.000 đồng. Chị Diệp Tiên, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Cô Hôn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 500.000 đồng. Chị Hoài Nghĩa, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, 200.000 đồng. Chị Trần Thị Thúy Phượng, thành phố Vũng Tàu, 300.000 đồng. Chị Hoàng Thị Thu Thủy, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, 200.000 đồng. Anh Tuấn, huyện Châu Đức, 300.000 đồng. Nhóm Tiến Rạc, thị xã Phú Mỹ, 500.000 đồng. Chị Bùi Thị Mai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 200.000 đồng. Em Võ Ngọc Quỳnh Anh, khu phố 1, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Em Võ Hồng Phát, khu phố 1, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Em Võ Ngọc Khánh Như, khu phố 1, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Em Võ Ngọc Khánh Thư, khu phố 1, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Nhóm Đồng Giác, huyện Long Điền, 20 triệu đồng. Mạnh Thường Quân do chị Kim Anh, huyện Đất Đỏ vận động, 1.400.000 đồng. Nhà hàng 88 Long Hải, huyện Long Điền, 500.000 đồng. Các mạnh thường quân do chị Mini Nga vận động, 1.700.000 đồng. Anh Nguyễn Hoàng Vũ, 100.000 đồng. Cô Phạm Tô Châu, thành phố Vũng Tàu, 1 triệu đồng và một phần quà. Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, 3 triệu đồng. Thưa quý vị, quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe của chị Mẫn chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều thời gian và kinh phí, cũng như là hỗ trợ cho con đường học tập của hai con của anh chị. Thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ tiếp tục dang rộng vòng tay nhân ái để đồng hành cùng với gia đình. Mọi sự giúp đỡ tiếp theo thì xin quý vị gửi về địa chỉ gia đình chị Đoàn Thị Mẫn ở tổ 3, ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Hoặc quý vị cũng có thể thông qua chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút thứ tư và phát lại vào lúc 9 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và chúng tôi cũng rất mong sẽ kết nối được thật nhiều tấm lòng hảo tâm của quý vị để chia sẻ với các nhân vật của chương trình. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.